Đến nay, các ngân hàng thương mại đã giải ngân với số tiền là 1.144 tỷ đồng, bao gồm 1.333 tỷ đồng cho chủ đầu tư tại 11 dự án, 11 tỷ đồng cho người mua nhà tại 4 dự án nhà ở xã hội. Hiện nay, ngoài 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước là BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank, có thêm TPBank và VPBank đã có văn bản đăng ký tham gia chương trình với số tiền đăng ký của mỗi ngân hàng là 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội vẫn còn chậm. Nhiều doanh nghiệp và người dân có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi mua nhà ở xã hội còn chưa tiếp cận được vốn, khiến việc triển khai gói tín dụng cho nhà ở xã hội còn chậm.